Rồi, lại tiếp tục clip anh em ơi. Giới thiệu cho anh em một con đầu V6 đã được em lên full loa, bắt chép hai loa hai bên, siêu gấu. Phải mở ra cho anh em xem kỹ. Đấy nha. Mở cho anh em xem này. Cắm nguồn này. Nguồn hả? Rồi nha, anten này có thể xuất ra 1, 2, 3, 4 loa nữa. Và đặc biệt cho người yêu con, thương con thật nhiều như cháu yêu mình. Đấy, V6 em làm đầy đủ, phun khiển đầy đủ cho anh em. Và quan trọng nhất, nếu như anh em có điều kiện sắm thêm một đôi loa Đức. Đôi loa Đức này cả Việt Nam chỉ có một đôi duy nhất tại Sơn Loa Audio thôi. Nếu anh em có điều kiện sắm luôn đôi loa Đức này nữa thì trời ơi, cái đầu vốn cả quần poster của Đức mà đánh với loa Đức nữa thì hết thuốc. Còn không có điều kiện thì anh em vẫn chơi một cái sản phẩm V6 đã phun loa đầy đủ, anh em vẫn nghe được rồi. Đây này. Cắm thêm loa đây. Cắm thêm đôi loa Đức nghe cho nó. Đấy. Cắm thêm hai loa này cơ. Con có thể cắm thêm hai loa đây nữa này. Một loa, hai loa, ba loa, bốn loa. Em thường bảo rằng tình cảnh dù trong gai, em vẫn là em yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì anh bối rối nên từ đêm nay. À, tắt, bật trong bật ngoài. Một ô màu đen, tất cả màu đen cho anh em. Cũng vì đôi loa Đức có 102 này màu đen mà em phải làm một con đầu V6 nó màu đen xì thế này để cho nó cùng tông, tuyệt vời luôn. Đồ Đức, đánh với đồ Đức nghe thật sự đó, nó rất êm. Con loa này là bát của tầm 18 phân, có thêm một giải chép đây nữa, nó hỗ trợ giải bát chép nó đầy đủ luôn. Mà con loa này đáng sưu tầm, con loa Đức này đáng sưu tầm luôn, giá hợp lý cho anh em mà này đáng sưu tầm, chơi rất hay. Có nhu cầu thì cứ liên hệ thẳng Sơn Loa Audio nhé. Còn không, clip chỉ là giải trí cho anh em thôi. Còn mua bán thì cũng một phần
nào đó là để cho anh em chia sẻ lại với nhau, để có một chút gì đó chia sẻ cộng sinh cho nhau. Còn anh em mà chưa quan tâm đến vấn đề mua bán thì anh em hãy xem kênh là một kênh giải trí. Anh em chủ yếu là thấy hay thì ủng hộ, like, chia sẻ kênh giúp em. Em phát triển kênh YouTube, mong anh em ủng hộ. Ok, hẹn gặp lại anh em nha. Bộ combo đôi loa Đức. Đôi này em khẳng định là cả Việt Nam chỉ có riêng duy nhất một đôi đáng sưu tầm. Và một bộ V6 full loa hai bên, đường sau còn có thể đánh được 4 loa ngoài nữa. Anh em có điều kiện thì anh em mua tất, không thì anh em mua một đầu V6 hoặc là bản V6 không loa, anh em có loa ngoài cũng được, em có hết đầy đủ. Hoặc anh em mua cả, hoặc là mua riêng đôi loa Đức này cũng được, thế nào cũng được. Nghe thì rất hay. Giá cả thì cực kỳ rẻ luôn, hợp lý. Nói chung nói vui là dân nghèo vẫn chơi được anh em nhá. Âm nhạc nó là vô bờ bến, hàng trăm triệu cũng có, mấy chục triệu cũng có, mấy triệu cũng có. Ai có tài chính đến mức độ nào thì mình chơi đến mức độ đấy. Chứ đó thật đua đòi với nhau thì nó thật là không nên, không nên đua đòi. Âm nhạc này nó vô bờ bến lắm, mỗi người một tai, mỗi người có một khả năng thẩm âm khác nhau. Bản thân cá nhân mình cảm thấy âm thanh vậy, chất âm như vậy rất hợp với tai mình rồi thì mình chốt, chứ không thể đua được đâu. Đồ âm thanh này mà đua nhau thì chỉ có thật, chỉ có gọi là đốt tiền. Nghe là nghe cho tai của mình, nghe cho bản thân mình chứ không phải nghe cho tai người khác, cho nên đừng có đua đòi gì cả. Mình cảm thấy rất hợp với mình, cảm thấy thích thì mình mua, chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn.